Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thay đổi kiện toàn hàng loạt phó thủ tướng. Trong chính phủ Việt Nam từ năm 1955 có nhiều ghế phó thủ tướng. Kỷ lục nhất là vào năm 1987 có tới 11 phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng đồng thời tại nhiệm và trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 7 1981-1987 tổng cộng có tới 18 người đảm nhiệm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Từ năm 2021, Quốc hội quy định số lượng phó thủ tướng là 4, bao gồm phó thủ tướng phụ trách về đặc xá, xây dựng nhà nước, thể chế, tư pháp, khoa giáo, văn xã, phó thủ tướng phụ trách về ngoại giao và hội nhập quốc tế, nội chính, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc, phó thủ tướng phụ trách về kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phó thủ tướng phụ trách về kinh tế ngành. Một trong các phó thủ tướng chính phủ sẽ được phân công làm phó thủ tướng thường trực chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ là một chức danh đặc biệt, có thể trở thành phụ trách điều hành chính phủ khi Thủ tướng tạm thời không thể tiếp tục công việc, từ chức hoặc qua đời cho đến khi Quốc hội bầu Thủ tướng mới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thường là Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Lê Minh Khái cùng các ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà và Lê Thành Long là 4 Phó Thủ tướng trong Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong đó, chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đang khuyết. Vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 và dự kiến bế mạc muộn nhất vào ngày 30 tháng 11 năm 2024 sẽ có 2 thủ tướng thôi nhiệm. Trong đó, một người được miễn nhiệm do được điều động giữ nhiệm vụ khác, người còn lại bị bãi nhiệm vì liên quan vụ án khu đô thị Đại Ninh, Lâm Đồng. Sáng ngày 15 tháng 8, tại Hội nghị Bộ Chính trị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, theo dự kiến, tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới, sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng sớm được kiện toàn để bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Dự kiến khi đó sẽ có hàng loạt các chức danh lãnh đạo cấp cao được thay đổi, kiện toàn, nhất là chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Chiều ngày 3 tháng 8, ông Lê Minh Khái đã bị Trung ương Đảng cho thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, cựu Bí thư Trung ương Đảng, cựu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, cựu Bí thư Ban cán sự Đảng, cựu Tổng thanh tra Chính phủ, đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành thanh tra. Thông cáo về sai phạm của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái không nhắc đến dự án Đại Ninh. Tuy nhiên, ông Khái đã giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 4 năm 2021. Trong khi đó, Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Thanh tra Chính phủ giải quyết đơn kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh trái quy định của luật thanh tra. Kiến nghị cho dự án được giãn tiến độ, gia hạn sử dụng đất trái quy định, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Với cương vị là Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ trong giai đoạn xảy ra sai phạm, có thể thấy việc ông Khái bị kỷ luật là liên quan trực tiếp tới dự án khu đô thị Đại Ninh, Lâm Đồng. Như vậy, ông Khái không còn giữ chức vụ trong đảng nhưng vẫn là Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo luật tổ chức Quốc hội 2014, Phó Thủ tướng là chức danh được Quốc hội phê chuẩn từ đề nghị của Thủ tướng. Do đó, việc bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng thì cần cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền trình lên Quốc hội để miễn nhiệm. Vì chưa tới kỳ họp định kỳ của Quốc hội, cũng như không có cuộc họp bất thường nào được triệu tập và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có thông báo việc miễn nhiệm, nên ông Lê Minh Khái hiện vẫn giữ chức Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, với thực tế ông Khái đã mất các chức danh trong đảng, có thể dự đoán là bước tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình trường hợp của ông ra để Quốc hội miễn nhiệm. Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê ở tỉnh Bạc Liêu. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông Lê Minh Khái từng giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2007-2014, sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Chiều ngày 21 tháng 8,
Bộ Chính trị đã ra quyết định bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thay thế cho ông Trần Tuấn Anh, người bị Ban Chấp hành Trung ương cho thôi giữ chức vụ này vào cuối tháng 1. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh chỉ còn hơn 16 tháng nữa là đến kỳ Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo quyết định số 1488 ngày 16 tháng 8 năm 2024, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, điều động phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Trần Lưu Quang đã nhận nhiệm vụ rất quan trọng bên Đảng vì chưa có tiền lệ kiêm nhiệm bên Chính phủ. Hơn nữa, theo quy định 1488, Bộ Chính trị quyết định ông thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, đồng nghĩa với việc Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang không còn là thành viên của Chính phủ Phạm Minh Chính. Ông Trần Lưu Quang, 57 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, kinh qua các chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 2 năm 2019, ông Quang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 2 năm sau được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 1 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng. Dự đoán các Phó Thủ tướng được bổ nhiệm vào tháng 10. Dự kiến ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, sẽ thôi nhiệm để chuyển sang làm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24 tháng 5 năm 1958, quê quán ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông hiện là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam. Ông còn là đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ông từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam 2011-2016, Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam trước khi chuyển sang ngạch dân sự. Ông có bằng tiến sĩ luật, có học hàm giáo sư. Dự kiến, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sẽ được bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Bùi Thanh Sơn sinh ngày 16 tháng 10 năm 1962, quê quán ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ủy viên Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Trong kỳ họp thứ 24 vào các ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Lý do là bê bối trong vụ chuyến bay giải cứu. Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức cán bộ đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19. Sau đó, Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc ông Bùi Thanh Sơn. Dự kiến, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ được bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Hồ Đức Phước sinh ngày 1 tháng 11 năm 1963, là một tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15. Ông từng là Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có thôi chức Chủ tịch nước hay không? Nếu có thì khi nào? Vào ngày 3 tháng 8 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí bầu Chủ tịch nước Tô Lâm làm Tổng Bí thư mới của Đảng, đánh dấu một bước ngoặt trong nền chính trị Việt Nam.
Sự thay đổi lãnh đạo quan trọng này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của nền chính trị đất nước. Một số nhà quan sát Việt Nam đã đặt câu hỏi liệu tân Tổng Bí thư Tô Lâm, một đại tướng cựu Bộ trưởng Bộ Công an, có áp dụng các khuynh hướng và đưa đất nước đi theo con đường tương tự như của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hay không? Để trả lời câu hỏi này, điều quan trọng là cần hiểu được khuynh hướng chính trị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong những năm tới, đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 vào năm 2026. Điều này sẽ cung cấp manh mối về việc liệu cách tiếp cận chính trị của ông có tương đồng với cách tiếp cận của Chủ tịch Tập Cận Bình hay không. Ngoài ra, chương trình nghị sự về kinh tế và đối ngoại của ông cũng là những chỉ dấu quan trọng cho thấy hướng đi của Việt Nam dưới thời cầm quyền của ông. Có khả năng cao là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ bước sang tuổi 69 vào năm 2026, sẽ tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng sau Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, bất chấp giới hạn về độ tuổi. Hiện tại, ông giữ cả hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng. Có tin đồn cho rằng Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư sẽ tiếp quản chức Chủ tịch nước từ tay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức, khiến câu hỏi này có thể xảy ra hay không và nếu có thì khi nào vẫn còn bỏ ngỏ. Cấu trúc quyền lực tứ trụ truyền thống của Việt Nam có vai trò như một hệ thống cân bằng và đối trọng nội bộ giữa bốn vị trí lãnh đạo hàng đầu của đất nước, gồm Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Điều này giúp ngăn chặn sự tập trung quyền lực quá mức vào tay một cá nhân. Nếu Tổng Bí thư Tô Lâm có thể giữ cả hai chức vụ, đặc biệt là sau năm 2026, thì đây có thể là một điều đáng quan ngại cho triển vọng chính trị của Việt Nam. Trong những phát biểu đầu tiên với tư cách là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên bố cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng, vốn là di sản lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một câu hỏi khác mở ra là liệu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có tìm cách củng cố quyền lực trước các đối thủ tiềm tàng, đồng thời cài cắm những người thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt trong Đảng và Chính phủ hay không? Thực tế, chiến lược này đã thực hiện qua việc bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, được cho là các đồng minh thân cận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong Bộ Công an. Ông Quang đã được thăng chức làm Bộ trưởng Bộ Công an và ông Ngọc là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Một người khác là Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, gần đây cũng đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đầy quyền lực của Đảng. Đáng chú ý, cả ba vị tướng này đều xuất thân từ tỉnh Hưng Yên, quê hương của ông Lâm. Rất có khả năng, xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là năm 2026, với nhiều vị trí quan trọng khác nữa được trao cho các đồng minh và người được ông Lâm tin tưởng. Phân tích trên cho thấy, nếu ông Lâm thành công trong việc củng cố quyền lực, thì hệ thống chính trị của đất nước có khả năng trở nên ổn định hơn trong ngắn hạn, với ít thay đổi lãnh đạo hơn ở cấp cao nhất. Tuy nhiên, mặt trái là nền dân chủ trong đảng có thể bị ảnh hưởng. Điều này cũng có thể tạo ra khả năng bất ổn chính trị về dài hạn, đặc biệt là khi Tổng Bí thư Tô Lâm nghỉ hưu làm xuất hiện khoảng trống quyền lực. Tuy nhiên, có rất ít lý do để tin rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đi theo sách lược của ông Tập Cận Bình trong các vấn đề kinh tế và đối ngoại. Hiện tại, nền kinh tế của Việt Nam vẫn đang phát triển tốt và nhà lãnh đạo mới của Việt Nam không có lý do gì để khiến nó đi chệch đường ray. Ngược lại, ông có thể muốn thúc đẩy nền kinh tế hơn nữa để củng cố tính chính danh và chứng minh cho vai trò lãnh đạo kéo dài của mình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp của mình trong lĩnh vực an ninh, nên ông không có nhiều kinh nghiệm quản lý kinh tế. Do đó, ông ít có khả năng sẽ can thiệp mạnh vào lĩnh vực này. Thay vào đó, ông có thể tập trung vào công tác quản lý đảng và giao các vấn đề kinh tế cho Thủ tướng. Ngoài ra, được biết đến như một người thực dụng hơn là một nhà lý luận, ông ít có khả năng sẽ theo đuổi các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ như Chủ tịch Tập Cận Bình, chẳng hạn như việc thúc đẩy mục tiêu thịnh vượng chung. Trên thực tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có mối quan hệ cá nhân với giới doanh nghiệp tư nhân khi em trai ông là một doanh nhân nổi tiếng trong các lĩnh vực phân phối xe máy, bất động sản và năng lượng. Điều này có thể khuyến khích ông cởi mở hơn với cải cách kinh tế và thân thiện với các nhà đầu tư. Tương tự như vậy, chính sách đối ngoại của Việt Nam ít có khả năng sẽ thay đổi dưới thời nhà lãnh đạo mới. Ông có khả năng sẽ tiếp tục cách tiếp cận ngoại giao cơ tre của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vốn mang gốc an ninh, ông Lâm có thể cảm thấy thoải mái khi làm việc với các nhà lãnh đạo chuyên chế như Chủ tịch Tập Cận Bình hay Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Việt Nam sẽ bỏ bê mối quan hệ với các đối tác phương Tây. Trên thực tế, trong cuộc gặp với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper hồi tháng 6, ông Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước nhằm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới thiết lập. Nói cách khác,
dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì cân bằng trong quan hệ với các cường quốc, đặc biệt là Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời theo đuổi quan hệ hữu nghị với tất cả các chủ thể quan trọng trên toàn cầu. Cách tiếp cận này hiện là lựa chọn chính sách đối ngoại tốt nhất đối với Việt Nam, bất kể ai là Tổng Bí thư Đảng. Tóm lại, trong khi Tổng Bí thư Tô Lâm có thể sẽ củng cố quyền lực cá nhân và bổ nhiệm các đồng minh vào vị trí chủ chốt, điều này không nhất thiết sẽ dẫn tới những thay đổi tiêu cực trong chính sách kinh tế và đối ngoại của đất nước. Về khả năng củng cố quyền lực, một vấn đề quan trọng cần theo dõi hiện nay là liệu ông Lâm có từ bỏ chức Chủ tịch nước hay không, và nếu có thì khi nào. Phó Thủ tướng Lê Thành Long có biểu hiện của lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Chiều ngày 21 tháng 8, tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long về vấn đề có hay không tình trạng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Đại biểu Hạnh cho hay, công tác xây dựng pháp luật liên quan đến trách nhiệm của tất cả các bộ ngành và địa phương. Bà cũng đề cập tới quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Với trách nhiệm là Bộ Quản lý ngành trong xây dựng thể chế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, thời gian qua có tình trạng lợi ích nhóm, lợi cục bộ trong xây dựng pháp luật hay không? Bà đặt vấn đề và đề nghị Bộ Tư pháp thông tin về dự kiến tham mưu cho Chính phủ triển khai quy định 178 này ra sao để đạt hiệu quả. Trả lời về vấn đề này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, thông qua các vụ án tham nhũng kinh tế, kết luận của các vụ việc có vi phạm do cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm tra công bố, thì thấy có biểu hiện của lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng văn bản pháp luật. Tuy nhiên, mức độ của lợi ích nhóm đến đâu thì không có căn cứ để khẳng định, ông Long nói. Cũng theo ông Lê Thành Long, vừa rồi Bộ Chính trị đã ban hành quy định 178 quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều quy định liên quan đến các lĩnh vực khác nhau như kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xây dựng pháp luật. Trong đó, quy định 178 để kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực xây dựng pháp luật có lẽ là khó hơn cả, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhìn nhận. Cũng theo ông, xuất phát từ đặc thù trong công tác xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế, đây là một công trình tập thể. Do đó, để xác định được lỗi của ai thì phải cá thể hóa và phải gắn được quan hệ nhân quả, đặc biệt phải chứng minh được yếu tố vụ lợi trong quá trình xây dựng pháp luật. Điều này không thể bằng mắt thường mà phát hiện được. Đây là điều rất khó khăn, ông nói. Chính vì vậy, sau khi quy định 178 được ban hành, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ quán triệt rất kỹ về công tác xây dựng pháp luật, nhận diện rõ những dấu hiệu của lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục quán triệt, hiện thực hóa vấn đề này trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ đề nghị sửa đổi, bổ sung. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.